Hôm nay ngày 5 tháng 7 năm 2013, Đỗ Vũ Đức Hiền đang đi tour du lịch về miền Trung, di sản văn hóa miền Trung. Và hiện nay là đang trên đường ra bãi biển Lăng Cô với bài hát quen thuộc một thời, ngày mai anh lên đường. Không phai tàn ngày về ngàn hoa ngát hương, em ơi anh lại đón em về. Cái gì vậy? Thầy nhìn thầy. Wow, thầy có cái đầu lắm ta. Nhưng mà cái đấy cái bãi đỡ thì mặc áo đen nó nè. Nó hấp thụ nó sẽ đi. Mà thank you.